sau 4 năm vắng bóng kể từ phần phim Special Bạch Dạ Ma Thú, Garo Project chính thức trở lại với phần phim điện ảnh 3D Garo Red Requiem. Thành công của phần phim này đã nối dài thêm câu chuyện của Garo, mở đường cho những dự án tiếp theo thuộc dòng phim này. Sau Garo Red Requiem, phần TV series thứ 2 xoay quanh nhân vật nòng cốt Shijima Koga chính thức được ra mắt vào ngày 10 tháng 6 năm 2011. Đó là Garo Makai Senki hay Ma Giới Thiểm Kỵ. Trở lại sau một thời gian dài vắng bóng, liệu Ma Giới Thiểm Kỵ có giữ được tinh thần của những bộ phim trước đó và có thành công được như season 1 hay không? Chào mừng các bạn tới với RTK Media. Qua bài review lần này của nhóm, hãy cùng tìm hiểu về phần phim này nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng khám phá cốt truyện của Ma Giới Thiểm Kỵ nhé. Phần phim tiếp diễn hành trình của Hoàng Kim Kỵ Sĩ đương nhiệm Shijima Koga sau hành trình của anh ở Garo Red Requiem. Trong một lần đi săn horror, anh đụng độ một kẻ lạ mặt đeo chiếc mặt nạ đỏ. Hắn đã ghim dấu ấn tử vong lên ngực của Koga. Tiếp nối sau sự kiện đó, Koga được triệu tập và phong tước trở thành kỵ sĩ của hội đồng tối cao. Anh được dịp cộng tác với một trợ thủ đắc lực mới là ma giới tu sĩ Fudoleo do hội đồng tối cao gọi tới. Câu chuyện sau đó vẫn xoay quanh quá trình thanh tẩy horror của Koga. Xong, anh ngày dần một yếu đi do tác động từ dấu ấn tử vong trên cơ thể. Lời nguyền ấy đang dần rút cạn sức lực cũng như thời gian sống của anh. Mọi chuyện còn trở nên nghiêm trọng hơn khi không chỉ riêng Koga mà toàn bộ các ma giới kỵ sĩ khác, bao gồm cả Suzumu Rarei, ngân nhà kỵ sĩ Zero, cũng đều bị đóng dấu ấn tử vong đó lên cơ thể. Tới đây, ta biết được rõ hơn về âm mưu của kẻ mang chiếc mặt nạ đỏ. Hắn là một ma giới tu sĩ, đem trong mình làm căm thù các ma giới kỵ sĩ. Mục tiêu của hắn là tận diệt hết các ma giới kỵ sĩ, nhằm trao lại công việc săn lùng horror về tay các tu sĩ như lịch sử trước kia đã từng. Koga và Rei, với sinh lực đang dần cạn kiệt, phải cùng nhau ngăn chặn âm mưu hiểm ác này của thế lực phản diện trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Để nhận xét chung về cốt truyện của bộ phim, mình đánh giá Garo Makai Senki vẫn giữ được phong độ vốn có như phần phim Hắc Lăng Chương trước đó. Phim vẫn có một cốt truyện mạch lạc, xuyên suốt, với nhiều bí ẩn và nút thắt được cài cắm trong suốt cả bộ phim, tạo được sự cuốn hút, tò mò cho khán giả, buộc người xem phải dõi theo hành trình của cả bộ phim để được làm sáng tỏ những uẩn khúc. Đặc biệt với loạt phim Garo, ta không chỉ có một cốt truyện tổng đầy cuốn hút, mà bản thân từng tập phim lẻ đều mang trong mình những giá trị rất riêng. Cảm xúc đọng lại qua từng tập phim chính là thứ khiến cho dòng phim Garo luôn chiếm được thiện cảm trong lòng người xem. Garo, Ma Giới Thiểm Kỵ vẫn xuất sắc trong việc đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Ta có những tập phim đầy bí ẩn, đậm tính trinh thám, những hành trình phiêu lưu mang đậm âm hưởng thần thoại, những trận chiến nảy lửa mãn nhãn đặc trưng, những phân đoạn hài hước duyên dáng và không thể thiếu cả những khoảng lặng đầy lắng đọng thực sự có thể lấy đi nước mắt của người xem. Phần phim vẫn có cho mình tuyến phản diện khá gây được ấn tượng. Thế lực phản diện trong phim là những kẻ rất có tầm và có đầu óc, với những kế hoạch đầy hiểm độc đã được vạch ra, tính toán một cách tỉ mỉ, kỹ càng. Thêm vào đó, Garo, Ma Giới Thiểm Kỵ vẫn tiếp tục phát triển câu chuyện tình cảm giữa Koga và Kaoru. Lần này, mối quan hệ giữa hai người họ được đặt giữa một nghịch lý là dấu ấn tử vong, thứ đang dần rút cạn sinh lực sống của Koga. Phim cho ta thấy những trăn trở của Koga khi anh cố gắng giấu đi bí mật này để không làm Kaoru đau lòng, đồng thời là những giằng xé, buồn tủi của Kaoru sau khi biết được sự thật cay đắng này nhưng lại bất lực không thể làm gì để giúp cho Koga. Một nghịch lý đầy trớ trêu đã trở thành bàn đạp đưa câu chuyện tình cảm giữa hai người trở nên sâu đậm hơn. Đặc biệt, dành cho những bạn là fan của ngân nha kỵ sĩ Zero, Suzumu Rarei, ở phần phim Makai Senki này, ta sẽ có nhiều hơn những tập phim riêng xoay quanh anh với màu sắc và cách triển khai câu chuyện rất riêng, hứa hẹn đem lại sự phấn khích và một làn gió tươi mới tới cho khán giả, là một tiền đề khá vững chắc để phát triển những phần phim spin-off riêng của anh sau này. Một điểm nổi trội mà Ma Giới Thiểm Kỵ làm được nhiều hơn so với phần Hắc Lăng Chương trước đó chính là việc khai thác sâu hơn câu chuyện về các ma giới tu sĩ. Ở phần phim này, vai trò của các ma giới tu sĩ đã được chú trọng phát triển hơn rất nhiều, trở thành một thế lực có sức ảnh hưởng không kém gì các kỵ sĩ. Đặc biệt, phim còn khắc họa cả những mâu thuẫn ngầm giữa ma giới kỵ sĩ và ma giới tu sĩ, thông qua chất xúc tác chính là kế hoạch tận diệt kỵ sĩ của tên tu sĩ mang mặt nạ đỏ. Điều này làm hoàn thiện hơn góc nhìn của khán giả về thế giới bên trong câu chuyện của Garo. Tiếp theo, ta sẽ tìm hiểu về những nhân vật nòng cốt của bộ phim. Đầu tiên, không thể không kể tới là Hoàng Kim Kỵ Sĩ Garo, Shijima Koga. Koga vẫn gây được ấn tượng đậm nét cho khán giả bởi thần thái lạnh lùng, điềm tĩnh cũng như kỹ năng chiến đấu điêu luyện của một ma giới kỵ sĩ lừng danh. Bởi ngay từ phần phim đầu tiên, Hắc Lăng Chương, Koga vốn đã được xây dựng là một kỵ sĩ khá hoàn hảo. Qua hành trình của phần phim đó, anh hiểu hơn về trách nhiệm của một kỵ sĩ là tinh thần dám xả thân mình để bảo vệ cho người khác. Nên qua tới phần phim này, nhân vật Koga sẽ không được chú trọng phát triển tính cách nhiều. Thay vào đó, ta thấy được nhiều sự dày dặn, chín chắn của anh hơn so với phần phim trước. Bởi trải qua nhiều thăng trầm, qua nhiều trận chiến, và nay đã trở thành một kỵ sĩ của hội đồng tối cao, Koga hiện tại đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều. Điều tạo ấn tượng cũng như sự đồng cảm của người xem với nhân vật Koga ở Ma Giới Thiểm Kỵ chính là những giằng xé trong nội tâm của anh. Khi biết mình chẳng còn nhiều thời gian để được sống cùng người mình yêu, anh vẫn chọn cách giữ im lặng, cố tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn để không làm tổn thương Kaoru. Đồng thời, anh cũng phải gạt đi nỗi niềm cá nhân để tiếp tục công việc thanh tẩy horror của một kỵ sĩ,
ngăn chặn âm mưu xấu xa của thế lực phản diện. Điều này khẳng định sự vững vàng trong lập trường của Koga. Bất luận rằng tính mạng của bản thân đang gặp hiểm nguy, anh vẫn một mình chịu đựng để bảo vệ cho những người xung quanh. Nếu Hắc Lang Trương đã khai thác thời niên thiếu của Koga khi cùng cha rong ruổi khắp nơi tiếp nhận con đường trở thành kỵ sĩ, thì ma giới thiểm kỵ đào sâu thời trai trẻ của anh khi cùng các đồng môn của mình theo học tại ngôi trường đào tạo những kỵ sĩ tương lai. Tập phim xoay quanh thời tuổi trẻ của Koga là một trong những tập phim cảm động nhất của ma giới thiểm kỵ, gây được ấn tượng vô cùng đậm nét đối với cá nhân mình. Nhân vật tiếp theo không kém phần quan trọng, Suzumura Ray, ngân nhà kỵ sĩ Zero. Như mình đã đề cập ở phần cốt truyện, trong phần phim này, Ray sẽ có nhiều đất diễn hơn, cũng như có thêm những tập phim riêng với câu chuyện tập trung xoay quanh anh. Bước sang phần phim thứ hai, thực sự nhân vật Suzumura Ray đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về vẻ ngoài lẫn tính cách. Nếu để nhận xét thì mình thực sự ấn tượng với nhân vật Ray của ma giới thiểm kỵ hơn so với Hắc Lang Trương, bởi nay thần thái của một kỵ sĩ trong anh đã được bộc lộ một cách rõ nét hơn rất nhiều. Thêm vào đó, với sự tiến bộ trong kỹ năng diễn xuất của mình, nam diễn viên Ray Fujita đã lột tả thành công và trọn vẹn hơn nhân vật mà mình đảm nhiệm. Đặc biệt, bộ ngân nha giáp của Zero trong phần phim này đã được thay đổi về mặt thiết kế. Phần giáp trụ được làm gai góc và đồ sộ hơn, nhìn vô cùng bắt mắt. Tạo hình của bộ giáp trong phần phim này tiếp tục được sử dụng trong hai phần spin-off riêng của Zero là Black Blood và Dragon Blood. Nhân vật Mitsuki Kaoru trong phần phim này thì có lẽ đất diễn đã bị vơi đi ít nhiều bởi sự xuất hiện thêm của nhiều tuyến nhân vật khác. Song, những gì nhân vật này thể hiện trên phim vẫn cho thấy được cô là một điểm tựa tinh thần thực sự vững chắc cho Koga, là động lực để anh chiến đấu, cũng là lý do khiến cho con tim của anh không thể bị âm ngã làm lay động. Kaoru thực sự là một cô gái mạnh mẽ. Bởi khi nhận ra sự thật nghiệt ngã về tính mạng của Koga, cô đã cố giấu nước mắt vào trong để không làm anh lo lắng. Có thể nói qua phần phim này, ta hiểu được rõ hơn về vai trò hậu phương và điểm tựa tinh thần của Kaoru đối với Koga là lớn tới như thế nào. Một nhân vật mới khá là thú vị trong ma giới thiểm kỵ chính là ma giới tu sĩ Fudoleo. Anh được hội đồng tối cao cử tới để hỗ trợ cho Hoàng Kim Kỵ Sĩ trong việc săn lùng horror. Leo là nhà sáng chế ra những ma đạo cụ vô cùng mạnh mẽ và hiệu quả. Anh được coi như truyền nhân của tu sĩ Amon. Dù là một tuyến nhân vật mới, Leo tạo được thiện cảm cho người xem bởi tính cách hiền lành, điềm đạm, lễ độ. Với kỹ năng và tài nghệ của mình, Leo là một trợ thủ đắc lực cho Koga. Không những vậy, Leo còn là một nhân vật có vai trò và tác động vô cùng quan trọng trong ma giới thiểm kỵ, là một mắt xích đáng chú ý trong tuyến nhân vật của bộ phim. Nhưng điều này được biên kịch che đậy một cách khéo léo và chỉ được tiết lộ vào mạch cuối của phim. Thân phận và vai trò thực sự của nhân vật Leo là một chi tiết vô cùng quan trọng. Mình sẽ giữ bí mật này lại để không spoil nội dung cho những bạn chưa có dịp thưởng thức phim nhé. Về tuyến phản diện, kẻ thù chính mà những nhân vật trong phần phim này phải đối phó là gã ma giới tu sĩ mang mặt nạ đỏ. Do ảnh hưởng từ quá khứ của mình nên hắn có mối thâm thù sâu sắc với ma giới kỵ sĩ. Mục đích của hắn là tận diệt các ma giới kỵ sĩ để trao trả trách nhiệm thanh tẩy horror cho duy nhất các ma giới tu sĩ. Đó chính là lý do hắn đã đi khắp nơi ghim dấu ấn tử vong lên ngực các kỵ sĩ. Không chỉ dừng lại ở đó, thân phận và âm mưu thực sự của hắn sẽ dần được hé lộ trong những tập cuối cùng của phần phim này. Đây là một kẻ phản diện ấn tượng với quá khứ, động cơ rõ ràng, cũng là một thế lực mạnh cả về đầu óc lẫn khả năng chiến đấu. Một đối trọng vô cùng phù hợp tới không chỉ Koga và Ray mà là tất cả các ma giới kỵ sĩ khác. Một điều thú vị khác trong phần nhân vật của ma giới thiểm kỵ chính là sự xuất hiện của gần như toàn bộ các nhân vật quan trọng đã từng góp mặt trong các phần phim trước đó, như ma giới tu sĩ Jabi, ma giới tu sĩ Rekka, ma giới tu sĩ Shiguto hay mạch dạ kỵ sĩ Dan, Tsubasa. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của đông đảo những diễn viên quần chúng. Điều này khiến cho tuyến nhân vật của ma giới thiểm kỵ trở nên cực kỳ đồ sộ. Thêm vào đó, nhờ việc phân chia đất diễn đồng đều, hiệu quả nên dàn nhân vật trong Garo, ma giới thiểm kỵ đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình mà không hề làm loãng nội dung của phim. Có thể nói, chính bởi sự hùng hậu trong tuyến nhân vật này đã đem đến cho ma giới thiểm kỵ một trận đại chiến có quy mô hoành tráng và đáng nhớ nhất trong lịch sử dòng phim Garo tính tới thời điểm hiện tại. Xét về hành động và kỹ xảo của bộ phim, đây có lẽ là điểm tiến bộ nổi bật nhất của ma giới thiểm kỵ so với Hắc Lang Trương. Đầu tiên là việc chuyển định dạng khung hình từ 4:3 sang 16:9 đã giúp cho góc nhìn của khán giả rộng hơn, giúp trải nghiệm thị giác của họ trở nên sinh động, chân thực hơn rất nhiều. Kỹ xảo sử dụng trong phim đã được làm một cách tỉ mỉ, đẹp mắt hơn rõ rệt. Kết hợp cùng những góc máy lạ mắt, táo bạo hơn đã khiến cho phần hình ảnh của Garo, ma giới thiểm kỵ thực sự hiệu quả. Không những vậy, phim còn vô cùng mạnh dạn đưa vào nhiều hơn những chi tiết mang đậm nét thần thoại, viễn tưởng được tái hiện đầy chân thực qua kỹ xảo của bộ phim. Tuy là một series ra mắt vào năm 2011, nhưng có thể nói kỹ xảo của Makai Senki vô cùng tuyệt vời, thậm chí nổi trội hơn cả một số phần phim tokusatsu ra mắt trong thời gian gần đây. Dẫu cho vẫn còn một vài phân cảnh nhỏ, kỹ xảo sử dụng chưa được mượt mà cho lắm. Xong, đây vẫn là một điểm cộng xứng đáng được ghi nhận. Những cảnh hành động, chiến đấu trong phim cũng được thực hiện rất tốt, với những động tác chiến đấu khó, những pha ra đòn có lực được nâng tầm bởi góc máy đẹp và kỹ xảo mượt mà của phim. Về phần âm nhạc, phim vẫn giữ được phong độ với những bản background music rất bắt tai, tương trợ tốt cho cảnh phim và tạo cao trào cho cảm xúc người xem. Đặc biệt, bài opening Waganawa Garo qua sự thể hiện của Jam Project thực sự vô cùng cuốn hút. Nếu phần phim Hắc Lang Trương có ca khúc Savior in the Dark,
đầy hào tráng ca ngợi hoàng kim kỵ sĩ thì Waganawa Garo mang một sắc thái sôi động, mãnh liệt. Hai ca khúc này tới nay vẫn được mình đánh giá thuộc top đầu những ca khúc hay nhất của Garo. Cuối cùng để tổng kết về Garo, Ma giới thiểm kỵ, phim vẫn giữ được phong độ ở phần âm nhạc và cốt truyện. Còn về nhân vật, hành động, kỹ xảo, phim thực sự đã có một sự đột phá rõ rệt so với phần Hắc Lang Chương trước đó. Tuyến nhân vật của Ma giới thiểm kỵ đã đồ sộ hơn rất nhiều, kỹ xảo của phim được làm tỉ mỉ, đẹp mắt hơn. Các cảnh chiến đấu cũng được đầu tư nhiều hơn. Các góc quay trong phim cũng táo bạo và tinh tế hơn. Nội dung và vai trò của các nhân vật vẫn được phân chia rất ổn định, không bị những chi tiết phụ làm loãng đi nội dung chính của bộ phim. Phim phần nào còn cho chúng ta thấy được con người dù là kỵ sĩ vẫn sẽ có mặt yếu đuối của riêng mình. Đứng trước cái chết, liệu họ sẽ lựa chọn như thế nào? Tiệu chung lại, Garo, Ma giới thiểm kỵ không chỉ giữ được phong độ xuất sắc so với những phần phim trước đó, mà còn mang tới nhiều sự đột phá trong công nghệ làm phim thời bấy giờ. Cho tới nay, đây vẫn là một phần phim thực sự đáng xem thuộc dòng phim Garo, là một trong những series mình sẽ không ngần ngại giới thiệu tới những bạn muốn tìm hiểu về vũ trụ Garo. Bởi bài review này mình làm theo hình thức no spoilers nên sẽ có rất nhiều chi tiết thú vị trong phim chúng mình lược đi để không làm ảnh hưởng tới trải nghiệm của những bạn chưa xem phim. Dành cho những bạn muốn nhóm nhận xét sâu hơn nữa về phần phim này, chúng mình sẽ tiếp tục ra mắt thêm một video top những chi tiết đắt giá nhất của bộ phim, dự kiến sẽ sớm lên sóng vào cuối năm nay. Các bạn nhớ đón xem nhé. Trên đây là bài review của nhóm chúng mình về Garo, Makai Senki hay Ma giới thiểm kỵ. Nếu các bạn yêu thích những video của nhóm, hãy like và share nó. Đừng quên subscribe cho kênh và click vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất để chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. Annette đã xem hết phong ấn. Mày là cuối cùng. Joker. Tôi và mày là chỉ chiến đấu để hiểu nhau.